Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Có vẻ như đã lâu rồi chúng ta không có những video xoay quanh chủ đề Kamen Rider. Vậy nên hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu, đánh giá và review phần phim điện ảnh mới ra mắt ít lâu. Cũng là một trong những phim điện ảnh có chất lượng vô cùng tốt dạo gần đây của Toei. Đó là Kamen Rider Beyond Generations. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên như thường lệ, là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim. Kamen Rider Beyond Generations là phần phim crossover giữa Kamen Rider Saber và Kamen Rider Revice, đồng thời là movie Tyson thứ 12 của loạt phim, kỷ niệm 50 năm thương hiệu dòng phim Kamen Rider. Phim được khởi chiếu ngoài các cụm rạp Nhật Bản vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 và phát hành Blu-ray vào ngày 27 tháng 4 năm 2022. Phim được sản xuất bởi Taku Mochizuki, Chihiro Inoue, trong bút viết kịch bản bởi Nobuhiro Mori, đạo diễn bởi Takayuki Shibasaki. Giờ ta sẽ tìm hiểu đôi nét về cốt truyện cơ bản của bộ phim nhé. Lưu ý, phần nội dung được đề cập phía sau sẽ chứa những tình tiết spoilers ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm xem phim của khán giả, nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi xem tiếp nhé. Phim sẽ xoay quanh 3 mốc thời gian chính, đó là năm 1971, năm 2021 và năm 2071, tạo thành một chuỗi sự kiện kéo dài 100 năm lịch sử Kamen Rider. Mở đầu với bối cảnh tận thế năm 2071, thế giới bị bao phủ bởi ác ma, dưới sự thống trị của tên ác ma Diablo. Đây là hậu quả từ những sai lầm trong việc nghiên cứu về ác ma trong quá khứ. Để khắc phục tình cảnh bi đát này, giúp cho tương lai trở nên sáng lạ, bớt u tối hơn, Ryunosuke Momose, dưới sự giúp sức của George Karizaki Zanua, đã sử dụng Cyclotron Driver để di chuyển tâm trí mình xuyên không thời gian, trở ngược về năm 2021. Cũng vào năm 2021, tổ chức Deadmans đã tìm thấy tàn tích cũ nơi nghiên cứu về ác ma Diablo của tổ chức Shocker. Chúng đã đánh thức được tên Diablo. Tên ác ma này đang trên đà trở về hình thái hoàn thiện. Hắn đem theo những tên tùy tùng hùng mạnh để thực hiện dã tâm thống trị và tuyệt diệt nhân loại, bao phủ thế giới bởi ác ma, mở ra viễn cảnh như ở năm 2071. Nhiệm vụ của Ryunosuke là phải tìm kiếm người có cùng huyết thống với mình để mượn cơ thể, chia sẻ ý thức, cùng nhau trở thành Kamen Rider Century nhằm đối chọi với Diablo. Người mà Ryunosuke sẽ phải tìm gặp để thuyết phục chính là con trai của ông, Hideo Momose, người ở thời điểm năm 2021 đã là một người cha già dặn. Song, điều éo le ở đây xuất phát từ quá khứ của Ryunosuke, khi công việc nghiên cứu tà ác đã ít nhiều cuốn ông ra xa khỏi gia đình nhỏ của mình, khiến cho Hideo đem một mối hận vô cùng lớn dành cho ông. Chưa dừng lại ở đó, ở tương lai, đội quân Rider tà ác phụng sự ý thức của Diablo cũng đang truy lùng, tìm diệt thân xác của Ryunosuke để ngăn ông phá hoại thế giới tận thế lý tưởng của Diablo. Phối hợp cùng nhóm Rider của Saber và Revice, Ryunosuke bước vào hành trình bảo vệ tương lai và chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Để nhận xét, Kamen Rider Beyond Generations được triển khai theo cách kể chuyện phi tuyến tính, trải dài 3 mốc thời gian chính được đề cập ở trên là năm 1971, năm 2021 và 2071. Tuy có tuyến timeline không nhất quán, nhưng biên kịch đã xử lý câu chuyện một cách khéo léo. Nhịp độ của phim duy trì ổn định để khán giả kịp theo dõi tình tiết phim, làm quen với những nhân vật mới được đưa vào phim, đồng thời hiểu được câu chuyện của họ, từ đó đồng cảm và dõi theo hành trình của họ trong phim. Không những thế, với từng mốc thời gian, phim sử dụng những tông màu khác nhau, mang tính trực quan để khán giả dễ dàng nhận diện, không bị nhầm lẫn. Cụ thể, năm 1971 là tông màu hoài niệm, ám vàng. Năm 2021 là tông màu rực rỡ của hiện tại. Còn năm 2071 phủ lên một màu đỏ của máu và sự tĩnh mịch, u tối, đại diện cho tận thế. Thêm vào đó, cách thắt nút, mở nút câu chuyện của Beyond Generations cũng khá mượt mà và thuyết phục. Mâu thuẫn chính trong phim chính là tình cảm cha con đầy rạn nứt giữa Ryunosuke và Hideo Momose. Phim đã khai thác tốt nội tâm của hai nhân vật này, đưa những tiểu tiết vào, tạo thành điểm chung giữa hai cha con, dần dần khiến họ có thể bỏ qua những hiềm khích, định kiến vốn có dành cho nhau, để rồi thấu hiểu, cảm thông và đồng hành chiến đấu cùng nhau. Nhìn chung, xét riêng ở mặt cốt truyện, Beyond Generations thực sự đã làm khá tốt và chỉn chu, một điểm sáng lớn của cả bộ phim. Tiếp đến, mình sẽ đào sâu nhận xét một vài nhân vật tiêu biểu trong phim, cụ thể là Ryunosuke, Hideo, Iki và Toma. Đầu tiên là Ryunosuke Momose. Ông được giới thiệu là người tới từ năm 1971. Thời điểm đó, ông là nghiên cứu sinh cho tổ chức Ác Ma Shocker.
ông là nhà khoa học đã góp một tay trong việc cải tạo con người thành những quái nhân. Trong số những nạn nhân của ông có cả Hongo Takeshi, người sau này trở thành Kamen Rider Ichigo, người hùng chiến đấu bảo vệ cho nhân loại. Ban đầu, Yunosuke chỉ quan tâm tới việc tận dụng tài năng của bản thân vào công tác nghiên cứu, chứ không hề mảy may gì tới sinh mạng của con người. Nhưng nhờ cuộc đối thoại với Hongo Takeshi, Yunosuke đã thức tỉnh phần lương tri của bản thân. Ông nhận thức được tội ác mà mình gây ra, cũng như sự xấu xa của tổ chức Shocker, nên đã quyết định tìm cách đào ngũ khỏi tổ chức. Xong, ông bị bắt lại và trở thành đối tượng nghiên cứu cho Diablo STEM. Kết quả không được như ý, tên Diablo xuất hiện và lấy mạng toàn bộ nhà khoa học tại đó. Yunosuke sau đó được đưa ra ngoài vũ trụ cùng những thí nghiệm thất bại khác của tổ chức Shocker. Xong, tập vũ trụ của ông bị hút vào hố đen, đưa ông tới năm 2071, nơi bối cảnh tận thế do Diablo cai trị, và gặp gỡ Chop, bắt đầu những sự kiện diễn ra trong phim. Điều thú vị ở nhân vật Yunosuke là việc ông không được xây dựng theo mô típ một người hùng kiểu mẫu, bảo vệ cho nhân loại. Ông chỉ là một nhà khoa học, bị cái tôi ích kỷ của bản thân chi phối, gây ra nhiều tội ác không thể tha thứ, đồng thời bỏ mặc gia đình mình để chạy theo niềm vui thích cá nhân. Chính điều này khiến cho hành trình chuộc lỗi của ông, đặc biệt là với người con trai Hideo, trở nên có chiều sâu hơn. Đồng thời cũng biến Yunosuke trở thành một nhân vật đa chiều, dễ khiến cho khán giả xem phim cảm thấy đồng cảm, và cũng khiến cho bộ phim trở nên đầy cao trào sau khi mọi nút thắt của phim được gỡ bỏ. Tiếp theo là Hideo Momose, con trai của Yunosuke. Ở năm 2021, Hideo đã là một người cha ở tuổi trung niên và hiện đang làm công nhân ở xưởng tàu điện. Hideo khi còn nhỏ từng mơ ước được một lần cùng cha đi tàu. Xong, Yunosuke đã thất hứa. Điều này trở thành một khoảng trống lớn trong lòng Hideo, khiến cho ông nuôi một mối hận lớn dành cho cha mình, người mà ông cho rằng đã vứt bỏ gia đình. Định kiến này của Hideo chính là nút thắt lớn trong bộ phim. Bởi thiếu đi sự đồng thuận của ông, Kamen Rider Century không thể tiến vào hình thái hoàn thiện và chắc chắn không đủ sức mạnh để đối chọi lại với tên ác ma Diablo. Hideo cũng có một cậu con trai. Đây là một chi tiết thú vị, sau này góp phần hóa giải những mâu thuẫn đằng đẵng giữa Hideo và cha mình. Bởi có nuôi con thì mới hiểu lòng cha mẹ. Sau khi lắng nghe tâm sự của cha và câu chuyện đằng sau những sai lầm của ông trong quá khứ, Hideo mới có thể thấu hiểu để buông bỏ và tha thứ cho cha của mình. Để từ đó, hai người đồng hành hóa thân thành Kamen Rider Century chống lại ác ma. Tiếp theo, với nhân vật Ikki. Có thể nói, nếu xét riêng trong thời đại của Reiwa Rider, thì đây là một nhân vật chính kiểu mẫu theo đánh giá của cá nhân mình. Một chàng trai chín chắn, trưởng thành, hiểu chuyện và điềm đạm. Ikki là mắt xích rất lớn giúp hóa giải những mâu thuẫn của hai cha con Yunosuke và Hideo. Cậu lắng nghe những câu chuyện của Yunosuke, thấu hiểu và tìm mọi cách để giúp đỡ cho ông. Mặt khác, cậu ra trận chiến đấu, liều mạng với Diablo để câu giờ, giúp cho hai cha con có đủ thời gian để giải quyết những mâu thuẫn với nhau. Về phần Toma, quay trở lại trong phần phim này, cậu đã có độ trí nhất định, phần nào trở nên đáng mến, thiện cảm hơn so với màn thể hiện không mấy ấn tượng, thậm chí là có phần gây khó chịu trong TV series. Là nam chính của một series đầy hứa hẹn, lần này Toma không còn hứa nhiều nữa. Thay vào đó, anh giúp cho Vice giữ lời hứa của mình với Ikki. Kamen Rider Beyond Generations cũng có sự góp mặt của gần như toàn bộ dàn Rider hiện có trong Revice và Saber. Nhưng chủ yếu họ xuất hiện dưới hình dạng Rider, chiến đấu với bè lũ tay sai của Diablo để đảm bảo cho kế hoạch lớn của tuyến chính diện trong phim được hoàn thành. Điểm sáng lớn nhất của tuyến nhân vật đồ sộ này chính là những trận đánh nảy lửa, mãn nhãn. Sau cùng, có một nhân vật tuy chỉ chiếm thời lượng lên sóng ít ỏi, nhưng lại tạo được hiệu ứng vô cùng tốt, đó là Hongo Takeshi, Kamen Rider Ichigo, do Maito Fujioka, con trai của lão đại kỳ cựu Hiroshi Fujioka, người từng hóa thân thành Kamen Rider Ichigo năm 1971. Giữ lời hứa cách đây 5 năm của nhà sản xuất Toei là lần cuối có sự xuất hiện của Kamen Rider Ichigo. Cậu góp mặt trong phim với vai trò cameo, hóa thân vào vai diễn của cha mình ngày trước. Maito đã có một màn trình diễn vô cùng đáng nhớ. Cậu thể hiện được khá tròn trịa sự gai góc, phong trần của nhân vật Hongo Takeshi, và đặc biệt nhất là chất giọng khàn, trầm vốn đã là thương hiệu của bác Hiroshi. Phân cảnh chiến đấu ngắn ngủi của Maito trong phim chính là điểm sáng lớn nhất, làm bùng nổ cộng đồng fan Toku. Mong rằng trong tương lai, Maito sẽ còn tiếp tục quay trở lại với loạt phim Kamen Rider, góp mặt vào nhiều thước phim thú vị hơn nữa. Nhìn chung xét về phần nhân vật, ưu điểm của Beyond Generations là tạo ra được hai nhân vật chính vô cùng thú vị và có chiều sâu. Đồng thời, phân bổ đất diễn khá tốt, khiến cho lượng nhân vật đồ sộ có thời lượng lên hình phù hợp, tròn vai.
xét về phần âm thanh trong phim, Kamen Rider Beyond Generations được biên tập âm thanh khá tỉ mỉ, chỉnh chu, tôn lên được những tinh hoa cần có trong phần âm thanh của một phim điện ảnh. Phần background music cũng khá hay, phù hợp với cảnh phim, giúp đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào. Và đặc biệt nhất, bài ending Promise của The Ice rất bắt tai, được ghép vào phần credit được Toei đầu tư rất tận tâm và tỉ mỉ, là một điểm sáng thú vị cho cả bộ phim. Tiếp đến, mình đánh giá phim có những ưu điểm trong phần hành động. Những cảnh chiến đấu trong phim vẫn rất mãn nhãn, với việc kết hợp góc quay và động tác máy đa dạng, khiến những cảnh chiến đấu hừng hực khí thế, thỏa mãn khán giả xem phim. Kết hợp với đó là phần kỹ xảo rất tốt trong những pha ra đòn, đặc biệt là những chiêu thức thi triển bởi Kamen Rider Century, thật sự rất đẹp, bắt mắt và có chất riêng. Song, điểm yếu lớn nhất trong khâu kỹ xảo vẫn tới từ việc khi phông xanh. Tuy là một phần phim điện ảnh, nhưng Toei vẫn khá cầu thả trong công đoạn này. Những cảnh kỳ phong vẫn khá giả chân và bị lộ viền. Đây vẫn là điều khiến mình luôn thắc mắc, bởi kỳ phong là một trong những kỹ năng cơ bản nhất khi dựng phim có kỹ xảo. Vậy, vì lý do gì mà tôi khi đã có thể làm tốt được những phần hiệu ứng khó nhằn, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, thì lại không thể xử lý đẹp được những phân cảnh có phông xanh? Bên cạnh đó, mặc dù màn biến thân thành các tiền bối cũng rất ấn tượng, như là một phiên bản Gokai Chain Marathon của Rider. Tuy nhiên, những pha hành động khi ở trong hình dạng này lại không được mãn nhãn và hoàn toàn mờ nhạt, hầu như là đánh chay và không có kỹ xảo. Thật đáng tiếc, bởi nếu như Toei đầu tư hơn cho phân đoạn ngắn ngủi này, thì chắc chắn đây là điểm nhấn có thể khiến người xem nhảy cẫng lên vì sung sướng như series. Sau cùng sẽ là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Kamen Rider Beyond Generations lấy bối cảnh giữa tập 13 và 14 của series Kamen Rider Revised, đồng thời diễn ra 4 tháng sau những sự kiện trong series Kamen Rider Saber, và 8 năm trước khi diễn ra sự kiện Trial of Deep Scenes. Phim được viết kịch bản bởi Nobuhiro Mori, cũng là người đã chắp bút cho movie thảm họa Superhero Senki. Ở cảnh Jaguarman bị đấm bay xuống vách núi bởi Ichigo, để gợi nhắc tới cách quay phim cũ, một hình nộm của Jaguarman đã được sử dụng thay cho diễn viên đóng thế. Bộ phim được tài trợ từ công ty đường sắt trung tâm Nhật Bản, viết tắt là GR Central. Những đoàn tàu của công ty này cũng đã được xuất hiện trực tiếp trên phim. Phần sound effect biến hình sử dụng trong phim được biên tập độc quyền, không xuất hiện lại trong TV series của Revice. 4 CRISPR stamp xuất hiện trong phim lần lượt chứa gen của các nhân vật nổi tiếng là Himiko, Khufu, Edison và Leonidas. Chi tiết này tuy không được nhắc đến trên phim, nhưng nhìn tạo hình quái cũng có thể phần nào đoán ra được. Vậy, trên đây là những đánh giá, nhận xét của chúng mình về phần phim điện ảnh Kamen Rider Beyond Generations. Một phần phim mà đối với cá nhân mình là có chất lượng vô cùng tốt trong thời gian gần đây của Toei. Nhất là khi nó được phát hành sau bộ phim thảm họa Superhero Senki, với chất lượng đúng nghĩa là tranh nhau một trời một vực. Kamen Rider Beyond Generations là một sự tri ân hoàn hảo cho sự kiện 50 năm dòng phim Kamen Rider. Mong rằng trong tương lai, Toei sẽ tiếp tục cho ra những phần phim chất lượng, đầy tâm huyết như thế này, thay vì những movie mì ăn liền, cầu thả, đáng quên. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về bộ phim này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Hẹn gặp lại các bạn trong những dự án độc lập tiếp theo của kênh. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Annet đã sớm để phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chỉ có chiến đấu thôi.